Elsa và anh Spiderman xin chào các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ vẽ một nhân vật mà chị nghĩ rằng bạn nào cũng sở hữu một chú. Đó chính là chú gấu bông đó. Các bé có yêu chú gấu bông của mình không? Chắc chắn là có rồi. Các bé thường hay ôm đi ngủ đó. Vẽ chú gấu bông có khó không nào? Nếu các bé thấy khó thì hãy chú ý làm theo chị nhé. Vậy thì bây giờ các bé cần chuẩn bị gì nào? Một chiếc bút chì, một cục tẩy, một ít màu vẽ và một tờ giấy trắng. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nhé. Chúng ta hãy vẽ nào. Show your little light, twinkle, twinkle.
takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho the derry-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi-ho the derry-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi-ho the derry-o, the cheese stands alone. Hi-ho the derry-o, the cheese stands alone. Thank you.
chúng ta đã hoàn thành xong bức vẽ chú gấu Teddy rồi đó. Chú gấu bông của chúng ta thật là dễ thương. Chú đang ôm một trái tim thật to. Các bé thấy chú có dễ thương không nào? Các bé thấy chú cũng không hề khó để vẽ đúng không? Vậy thì hãy hoàn thành bức vẽ thật đẹp. Sau đó các bé hãy tô màu rồi mang đi khoe ông bà và bố mẹ mình nhé. Chúc các bé thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. But we children train into assets with future companion. In the session, please subscribe the channel to update the latest information and our latest video we made for the kids. See you all in the next lesson. Bye bye.